Trận lũ kinh hoàng năm 1975 ở Trung Quốc có thể lặp lại, tai bay vạ gió hay trời cao có mắt. Một thảm họa khủng khiếp khiến bầu trời trở nên tối sầm, mặt đất rung chuyển mạnh, cùng tiếng than khóc vang vọng khắp nơi, những căn nhà đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Tất cả những gì có thể thấy là trung tâm của đồng bằng Hoa Hạ một thời, giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Đây là một thiên tai chưa từng có, khiến con số bị ảnh hưởng lên đến hàng chục triệu người. Trong đó có hàng chục nghìn người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế trực tiếp của Trung Quốc lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ. Vô số người dân Trung Quốc đều mãi mãi không thể quên sự cố 758. Đây được xem là một thảm họa nhân tạo gây chấn động toàn bộ Trung Quốc. Thảm kịch vỡ hồ chứa năm 1975. Trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên giáng đòn chí mạng xuống đất nước tỷ dân mà nhiều cư dân mạng bình luận cho rằng trời bắt đầu giáng dị tượng và Trung Quốc sẽ mở màn cho hàng loạt thảm họa được dự đoán sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Điều này khiến nhiều người nhớ tới một trận lụt thảm khốc cũng diễn ra vào tháng 8. Tháng 8 năm 1975. Ngày 4 tháng 8 năm 1975, Trung Quốc đã đón một vị khách không mời, đó là cơn bão số 7503. Cơn bão này đã đổ bộ vào Phúc Kiến và những nơi khác từ bờ biển, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Bắc đến Chú Mã Điếm, Hà Nam. Đồng thời không khí lạnh từ phía Bắc cũng di chuyển xuống phía Nam. Sự giao nhau giữa các luồng không khí lạnh và ấm đã gây ra mưa lớn ở vùng này. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8, tổng lượng mưa kéo dài trong 29 giờ ở đây thật sự là một số liệu gây sốc. Lượng mưa hàng năm ở Hà Nam chưa bao giờ đạt tới mức 1.000mm, nhưng trong hai ngày qua đã vượt quá con số này. Điều này đã gây áp lực lớn cho các hồ chứa nước. Không nhắc đến các hồ chứa nhỏ, ngay cả một hồ chứa lớn như hồ Bản Kiều cũng không thể chịu nổi. Mực nước đã vượt qua mực nước cảnh báo và vượt từng chắn sóng 0,3 mét. Nước tràn qua đập hồ chứa Bản Kiều và sức mạnh của cơn mưa lớn này có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Đây cũng là ngòi nổ thực sự của thảm họa lũ lụt tàn khốc 758. Trên thực tế, sự xuất hiện của trận mưa lớn này đã được báo trước từ lâu. Ngày 31 tháng 7 năm 1975, áp thấp nhiệt đới đã đi qua Thái Bình Dương. Cơn lốc xoáy đang di chuyển về phía Tây Nam, nhưng điều khó lường của thiên nhiên là hướng đi của những cơn bão luôn thay đổi. Ngày hôm sau, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão nhiệt đới Nina. Khi được phát hiện, bão Nina đã thay đổi hướng di chuyển ban đầu của mình về hướng Tây Bắc. Vào thời điểm này, khoảng cách giữa cơn bão Nina và Chú Mã Điếm của Hà Nam là rất xa, khoảng cách lên đến 180.000 dặm. Khi bão Nina đang đi về phía Tây Bắc thì bị áp cao nhiệt đới thay đổi và hướng di chuyển đã bị chặn lại. Vì vậy, cơn bão này đã dần dần tiếp cận thành phố Hoa Liên, Đài Loan và bắt đầu gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho con người. Sức ảnh hưởng của gió và mưa quá lớn của cơn bão đã gây ra tình trạng lở đất. Nhiều ngôi nhà đổ sập khiến hơn 3.000 người phải chịu ảnh hưởng, trong đó có 33 người thiệt mạng trong thảm họa. Với tốc độ di chuyển tăng dần, bão Nina đã rời Đài Loan và tiến dần đến tỉnh Phúc Kiến. Sau một trận hoành hành, cơn bão lẽ ra phải tan biến thành một cơn bão áp thấp và đổ bộ đến khu vực lân cận của Hồ Nam, nhưng nó lại đột ngột đổi hướng và lao về phía Chú Mã Điếm, Hà Nam. Thời điểm này đang là cuối mùa hè, mùa mưa bão lớn ở khu vực Chú Mã Điếm. Trước đó, ở khu vực này, trời đã mưa nhiều ngày liên tục. Do đặc điểm địa hình nên Hà Nam đã xây dựng rất nhiều con đập. Với kinh nghiệm của những năm trước thì lượng mưa này không thể gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Vì thế, người dân Hà Nam vẫn sinh hoạt, học tập và làm việc bình thường mà không hề biết rằng một thảm họa khủng khiếp sắp giáng xuống. Cơn bão ập đến bất ngờ khiến lượng mưa tăng đột biến, gây áp lực lớn cho các hồ chứa nước. Nhiều ngôi làng và trang trại bị nhấn chìm bởi địa hình thấp trong những ngày mưa lớn. Hơn một nửa trong số đó bị ngập lụt. Cơn bão Nina bắt đầu xuất hiện trở lại, nhưng nó lại không hề di chuyển, cũng không biến mất, giống như một tên đao phủ tàn nhẫn, nhìn người dân phải chìm trong cảnh lầm than bởi thảm họa gây ra. Sau cơn mưa lớn, hồ chứa Bản Kiều phải chờ đến 697 triệu mét khối nước. Đây là một số liệu đáng kinh ngạc, bởi vì khi được xây dựng, dung tích của hồ chứa Bản Kiều chỉ là 492 triệu mét khối, nhưng hiện tại phải chứa dư 205 triệu mét khối nước. Hồ chứa Bản Kiều lúc này đang ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Trên thực tế, ngay từ ngày 6 tháng 8, sau khi phát hiện mực nước dâng nhanh, các nhân viên ở hồ chứa Bản Kiều đã đề nghị cấp trên mở cống xả lũ, nhưng không thành. Vì vùng hạ lưu đã chịu mưa lũ nhiều ngày, khu vực này đã bị nhấn chìm bởi thảm họa lũ lụt. Và hồ chứa Bản Kiều chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
mãi cho đến một ngày sau đề xuất thoát lũ mới được thông qua. Tuy nhiên, giống như một sự sắp đặt nào đó, việc liên lạc lại gặp sự cố, khiến lệnh mở cổng xả lũ không được chuyển đi nhanh chóng. Đến khi thực sự nhận được mệnh lệnh thì hồ chứa Bản Kiều đã bị sập do thiếu kênh xả lũ. Lượng trầm tích lớn và các điều kiện khác đã làm cho thảm họa nổ ra. Chỉ vài giờ sau đó, hồ chứa Thạch Mạn Than gần hồ Bản Kiều cũng bị sập. Có tổng cộng hơn 800 triệu mét khối nước từ hai hồ chứa này đã đổ xuống. Không một thứ gì có thể ngăn cản. Dòng nước cuồn cuộn đã phá hủy tất cả các tòa nhà và sinh vật trên đường đi. Thảm kịch vỡ hai hồ chứa này đã sớm gây ra hiệu ứng cánh bướm. Sau khi nước đổ vào các hồ chứa nhỏ ở hạ lưu, dung lượng lưu trữ của các hồ chứa nhỏ không thể đáp ứng được tình trạng như vậy, dẫn đến các hồ chứa ở hạ lưu cũng lần lượt bị sập. Nước tràn xuống như một quả cầu với khối lượng ngày càng nhiều, khiến mọi người không có cách nào khắc phục. Có tổng cộng 62 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà lần lượt bị vỡ. Sức tàn phá của lũ lụt vô cùng dữ dội, khi dòng nước tạo nên một cơn sóng khổng lồ, rộng khoảng 10 mét và cao từ 3 mét đến 7 mét. Vì vậy mọi thứ đã nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Một số người chết đuối vì không biết bơi, một số bị dây điện cuốn vào trong lũ, một số người khác bị xiết cổ hoặc bị các tấm tôn dưới nước cắt đứt tay chân. Có người may mắn tìm được chỗ đất cao nhưng vẫn thiệt mạng do không có thức ăn. Một số người được giải cứu thành công nhưng họ lại không tìm được chỗ trú ẩn tạm thời. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước thiên tai. Trong cơn lũ dữ dội đó, cha mẹ cũng chỉ có thể bất lực nhìn con bị dòng lũ cuốn trôi mà không với nổi bàn tay bé nhỏ của con mình. Những đứa con cũng không thể chở che cho ba mẹ, dù tất cả đều cố gắng hết sức. Kể cả những người sống sót sau cơn lũ cũng không thể gọi là may mắn, bởi họ đã mất đi người thân cùng toàn bộ số tài sản. Truyền thông nước ngoài gọi đây là thảm họa hồ chứa nước lớn nhất trên thế giới. Thảm họa này đã ảnh hưởng đến 30 thành phố với tổng cộng hơn 10 triệu người dân. Cho đến nay, số người qua đời do thảm họa vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù con số được công bố là 26.000 người, nhưng cũng có một số liệu khác là hơn 85.000 người. Tuyên bố được chấp nhận rộng rãi nhất là số người thiệt mạng vào khoảng 300.000 người. Song song đó, thiệt hại về kinh tế đã lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ. Tại sao Hà Nam lại xảy ra trận lũ lớn như vậy? Đây có thực sự là một thảm họa tự nhiên hay không? Có nhiều ý kiến không đồng nhất về nguyên nhân của thảm họa lũ lụt thảm khốc 758. Đứng từ góc độ nguyên nhân, có ý kiến cho rằng trận lũ này không phải là thiên tai, thậm chí là nhân tạo. Đầu tiên phải nói đến vấn đề hồ chứa nước ở Hà Nam. Lúc bấy giờ, chính quyền Hà Nam đã áp dụng tư tưởng quản lý là đổi mới khai quang để chống lũ. Vì lý do này, họ đã xây dựng rất nhiều hồ chứa lớn nhỏ không phù hợp. Đặc biệt là đập hồ chứa nước Bản Kiều ở Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Sau khi xây dựng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Khi đó, người chịu trách nhiệm xây dựng con đập đã tìm đến kỹ sư Liên Xô để được giúp đỡ. Tuy nhiên, phía bên kia vì tùy ý lấp đầy mặt đập, một mối nguy hiểm tiềm ẩn sâu thẳm đã bị chôn vùi. Một trong những nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến thảm họa này là thời điểm xả lũ vào lúc 19h30 phút ngày 7 tháng 8. Bức điện hỏa tốc đầu tiên được gửi từ hồ chứa Bản Kiều. Vài giờ sau, bức điện khẩn thứ hai lại được gửi đi nhưng không hề nhận được hồi âm. Điều này khiến khả năng tích nước của hồ chứa bị vượt quá tiêu chuẩn. Đồng thời, cấp trên cũng ra chỉ thị đảm bảo an toàn cho đồng bằng nhân tạo lớn nhất châu Á trong khu vực. Trong khi xảy ra trận lụt thảm khốc, thông tin liên lạc của hồ chứa Bản Kiều bị chặn, nhưng thiết bị liên lạc không dây có thể truyền tải thông tin hiệu quả lại không được trang bị, dẫn đến việc gửi tin nhắn bị chậm trễ. Tại sao thiết bị đó không được chuẩn bị từ trước ở một khu vực quan trọng và dễ bị lũ lụt như vậy? Là địa bàn thường xuyên bị lũ lụt tàn phá, chính quyền địa phương và người dân Hà Nam lại không được trang bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Dù rất muốn bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, nhưng họ chỉ biết đứng nhìn thảm kịch xảy ra. Tắc nghẽn giao thông khiến công tác cứu trợ thiên tai vô cùng khó khăn và không hiệu quả. Tình trạng khan hiếm thuốc men, thực phẩm và các vật tư cứu trợ khác. Đội cứu hộ cũng không thể nhanh chóng đưa người bị thương ở vùng thiên tai đến nơi an toàn. Trời giáng tai họa là do đâu? Khi liên hệ với tình hình Trung Quốc hiện tại, nhiều người thắc mắc rằng vì sao đất nước Trung Quốc đã trải qua gần 50 năm khi tiến bộ khoa học kỹ thuật không thấp hơn bất kỳ cường quốc lớn nào, vẫn không tránh khỏi những trận lũ lụt thảm khốc. Theo đó, sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, nơi được Đảng Cộng sản Trung Quốc ca ngợi là phép màu của lịch sử khoa học thế giới, cũng bị ngập không thương tiếc. Hệ thống thoát nước tân tiến được trang bị, rốt cuộc có tác dụng gì? Kể cả Tử Cấm Thành, biểu tượng quyền lực tối cao của Trung Quốc cũng chìm trong biển nước, trong khi công trình này có thiết kế vô cùng đặc biệt, giúp nơi này chưa từng bị ảnh hưởng của mưa lũ trong suốt 600 năm qua.
và quan trọng hơn là quyết định giữ thể diện đến từ vị trí những nhà lãnh đạo. Trong tâm điểm của thảm họa, thành phố Trác Châu có dân số lên đến 1 triệu người đã biến thành Hồ Trác Châu, hồ nhân tạo lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc, khi chính quyền đã chọn nơi đây làm nơi phân dòng xả lũ. Việc phân dòng lũ chủ yếu nhằm giảm nhẹ áp lực cho các vùng hạ lưu, cũng chính là bảo vệ tân khu Hùng An. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã công khai đề cập đến việc bảo vệ tân khu Hùng An. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tuyên bố trong buổi họp chuyên đề vào chiều ngày 1 tháng 8 rằng phải đảm bảo phòng lũ an toàn tuyệt đối cho thủ đô Bắc Kinh và phi trường Đại Hưng, đảm bảo dòng lũ an toàn tuyệt đối cho tân khu Hùng An. Những địa điểm được xem như tô điểm cho bộ mặt của tầng lớp lãnh đạo, một số cư dân mạng Trung Quốc cũng đã bất bình lên tiếng rằng cứ cho là sinh mạng của người dân Bắc Kinh là sinh mạng của tầng lớp thượng lưu quý hơn cả sinh mạng của dân thường. Nhưng tân khu Hùng An còn chưa xây dựng xong, không có người sinh sống ở phía hạ du. Đồng thời, càng ở khu vực hạ du thì càng có nhiều thời gian để di tản hơn. Vì sao không thể xả lũ về đây? Vì sao phải chọn một huyện thành nhỏ đông dân như Trác Châu để xả lũ? Việc sử dụng những biện pháp giải quyết cực đoan của những nhà lãnh đạo Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại đã phá hủy đi văn hóa truyền thống hàng nghìn năm cũng như nhận thức thiện ác của người dân. Các nhà lãnh đạo thì tự hào, người dân thì lựa chọn im lặng. Chúng ta có thể liên tưởng đến tích xưa của nàng Đậu Nga. Vì Đậu Nga bị xử tử hình oan uổng mà cả vùng phải chịu tai ương. Dân chúng bất bình vì bản thân không hề trực tiếp hại nàng ta. Phụ thân của Đậu Nga sau đó nói rằng các ông đã biết rõ Đậu Nga là bị oan, vậy mà lại không dám nói một lời công đạo. Đó chính là bất nhân bất nghĩa. Đổng Trọng Thư trong Xuân Thu Bản Lộ cũng có nói tai họa là sự trừng phạt của thiên thượng, dị tượng là sự thị uy của trời. Rút cuộc vì sao Trung Quốc thường xuyên nhận lãnh những tai họa thảm khốc? Là tai bay vạ gió hay nhân quả báo ứng? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn phía bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.